xem thử là bao nhiêu bạn like clip mà không vì mini game nè. Rồi các bạn bấm thích clip và đăng ký kênh của mình nữa, rồi các bạn comment xuống tên nhân vật của mọi người và chọn ra phần thưởng nào đó bướm nha mọi người. Để mình tặng cho các bạn nha. Ok, nhớ nha mọi người ha. Ôi giời ơi, mình sẽ test trước cái ạc của mỡ nha mọi người. Tại vì cái ạc của mỡ hiện tại là có 4k. Nhưng mà mình nghe nói là như mỡ ra rồi đúng không em? Ra rồi đúng không? Đấy, thì có ra rồi nha mọi người. Thì hên lắm luôn á. Ạc của mỡ thì mỡ tới 10k. Có bạn thì mở 2k, có bạn thì mở 5k. Còn mình hôm nay chắc mình cũng tròn 10k luôn. Xem thử nhân phẩm của mình thì như thế nào đã. Trước tiên thì mình sẽ test trước cái ạc của mỡ nha mọi người, cho nó vớt cái xui đi. Rồi ở trong shop cửa hàng thì mình thấy nó cũng ra luôn cái con Salmon nha. Hôm bữa thì mình có refill cái con Salmon này rồi đúng không ta? À đúng rồi. Thì những cái trứng Salmon này mọi người là các bạn có thể nâng cấp lên được nha. Có thể nâng cấp lên cho nó mặc đồ được. Đồ của các con Salmon đợt này á, nhìn cũng khá là xinh luôn. Và cũng bán thêm một cái xe trượt gâu gâu quả ốc chó nha mọi người. Rồi gâu gâu màu be luôn. Rồi ok, thì hôm nay mình thấy nó có bán hai cái xe này, không biết là mình có nên làm cái mini game cho các bạn tham gia để mà nhận xe hay không nữa đây. Mọi người có biết được á là sắp tới sẽ tới cái tháng gì không, và các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự kiện liên quan tới cái tháng đó luôn. Đó chính là kỳ nghỉ hè của mọi người. Như vậy thì hiện tại mình đã thấy admin bắt đầu á là cho diễn ra các cái sự kiện, các cái bộ trang phục mùa hè mọi người. Thì mình thấy có một cái bộ trang phục của Saint Louis, mà Saint Louis thì không còn phải xa lạ đó mọi người. Saint Louis toàn là bộ đẹp thôi. Thì đợt này á Saint Louis tham gia với một cái sự kiện mang tới một cái bộ đồ tên là Summertime nha, chị em nhà Summertime nha mọi người. Thì trong đây sẽ có hai set đồ đều là của nữ hết luôn nha. Trời ơi, các bạn mà xem clip của mình mà tới cái khúc này mà thấy hai cái set trang phục này á, thì các bạn vote cho cái bộ đồ này sẽ đạt được giải, và Hagen sẽ đưa cái bộ trang phục này vào trong cái sự kiện kỳ nghỉ hè sắp tới đây. Và các bạn coi, wow, thề luôn các bạn ha, đẹp tuyệt sử luôn nha mọi người. Một bên là Kara, một bên là Mia nha mọi người ha. Thì đây chính là chị em Summertime trong cái đợt sự kiện kỳ nghỉ hè sắp tới. Và đây là bộ trang phục mình thấy chắc là đạt giải rồi các bạn ơi. Đạt giải thật sự rồi, nó đẹp thiệt luôn. Châu chuốt từ tới các cái món phụ kiện, vóc dáng, khuôn mặt, trang phục, nói chung đầy đủ hết, không có cái nào thiếu, không có cái nào thừa nha các bạn ha. Quá đẹp luôn á. Từ từ để tôi test nhân phẩm cái coi. 4k nhưng mà ạc khác thì mình nghĩ chắc ra đó mọi người, tại vì mình cầm ạc chính của mình xuống luôn á. Rồi để mình test nhân phẩm cho các bạn coi luôn nha. Đây, get go, vô vô. Ở mở ơi, cái ạc em không có không có tên tím nha, không có xem được quảng cáo nha, giận luôn á. Rồi hộp đầu tiên ra được đồ đây, trời ơi tới vô. Thề ạc của người ta mở thì rất là hên nha, mở phát ra luôn cả cái áo 10% luôn kìa. Nếu như mà gặp cái ạc của mình là nó vô cái mũ với lại là cái tóc với lại đôi giày chắc chắn luôn. Thề ạc của tôi bị gì á, bị yếm bùa á. 1 2 3 4 5 6 á, 100 tiền sau nha. Rồi ngon nha, ngon nha, chưa gì mà đã thấy có đồ rồi nha em. 1 2 3 4 5 mà 1 2 3 4 5. Rồi lên một ô nữa, 100 tiền sao nè. Đấy, bây giờ cái này vô 2. Rồi lên một hộp nha, vô 2 nè, vô 2 nè. Ơ 1 à. 1 thì nó không có vô 1 nữa nha mọi người, nó sẽ vô 4 luôn á. Thấy vô 5 luôn đó kìa. 1 2 3 4 5. Rồi, 3 vé coupon luôn. Vô. Vô 4 hả? 1. Ok, được 21 vòng. Tính ra là cái ạc của mở cái bằng anh chứ mấy. Ạc của anh hôm qua là cũng 20 vòng rồi, nó mở bằng anh chứ mấy. Rồi. 1 2 3 hả? 1 2 3. Vậy mà mình mở không ra được cái vợt nha mọi người, thề xu thiệt luôn á. 1 2 3 4 5. 3 vé carbon nè. Bây giờ cái này là vô 3 nè. 1 2 3 nè. 3 này, 3 nè. Trời, lên tới 5 luôn hả? 1 2 3 4 5. Một kim cương. Tính ra chơi cái trò này á, các bạn cũng có thể nhận được kim cương nha, nhưng mà chịu khó các bạn ơi. Chịu khó đi treo map xong rồi các bạn kiếm xuất sắc cho mình nha. Chứ không, nếu như mà không có xuất sắc thì không có kim cương đâu. Mình thấy cái này kiếm kim cương cũng ngon á. Với lại được cả vé carbon đó nha mọi người. Toàn vô vé carbon là chính thôi. Là cũng vé game là chính nha mọi người. Chứ còn vé carbon thì mình thấy ít vô lắm. Lục vì 2 ô à. 1, 2, 100 tiền sao nè. Thấy cái mùi mùi á ta. 1, 2, ơ giẫm chân tại chỗ luôn kìa. Nó thuộc về 2 lần luôn. Quỷ sứ game thiệt á. 1, 2, 3, rồi một trứng nữa. 1, 2, 3, một trứng nữa. Trứng bây giờ giống như là thiệt, giống như hàng chợ luôn mọi người, nó nhiều lắm. À, mình bảo đảm luôn, bạn nào mở cái này chắc cũng phải là trên dưới 20 chục trứng luôn á. Cực kỳ nhiều luôn. Lại thuộc lùi về một ô nữa. 3 vé game pass luôn nè. 1, 2, 3, 1, 2, 3, rồi. Vô, 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 vô. Bây giờ mà ra vợt chắc là vía của anh hơi hên đó nha mở ha. Rồi. Ê, ra được cái chuồng thú cưng nè. Rồi có chuồng thú cưng luôn nha. Cái chuồng thú cưng đợt này để các bạn để mấy cái trứng tinh linh cũng được các mọi người. Khỏi cần mở nha. Bạn nào mà cảm giác không có nhiều kim cương thì mở từ từ, úp từ từ như mình thôi. Hiện tại thì mình đang úp thường nha mọi người, úp tiền sao nha. Chắc cũng phải nửa tháng mới xong quá.
Vô đây. Cái quả này các bạn nghĩ nó có ra vượt hay không mọi người? Vô luôn nè, mở luôn nha. Ơ à, hên vậy ta, được hai cái bộ đồ luôn, hai cái bộ đồ với lại cái này luôn. Nói chung là vô toàn 10-15% không à. Nói chung vẫn hên hơn ạc của mình nhiều, hên hơn nhiều luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, một chấn nữa 23 vòng nha. Rồi, 100 tiền sao luôn, ngon thấy nhờ, thề, vẫn hên, mình thấy vẫn hên chán luôn á. Một kim cương nè. Vậy là quá hên rồi, 1, 2, 3, 4, 5 hả? 100 tiền sao rồi. Hai đi, ui, nó vô ba, ok, 1, 2, 3, qua luôn cái hộp quà của mình rồi. Rồi, đúng luôn, lần này các bạn nghĩ có ra vợ không mọi người? Ủa, sao cái ạc này mình thấy nó ra tầng hộp nhiều quá nha, nhiều quá, hơi bị nhiều quá. Uầy, lại ra thêm cả cái chuồng thuốc cưng 15% nha mọi người, cũng được, nói chung vẫn ngon, cứ vô hai cái này thì vẫn ngon rồi, tại vì vợ cũng có rồi, cho nên là có ra nữa thì xài cũng đủ hết rồi mọi người. Bây giờ vô mấy cái chuồng thuốc cưng này ngon nè. Cái chuồng này có rất là nhiều bạn thích luôn nha mọi người. Mình thấy các cái chuồng thuốc cưng cũ á thì cái chuồng này nó đựng thuốc cưng được nhiều hơn á mọi người. Chưa kể là nó cả xoay xoay, nó nhìn nó cũng đẹp nữa. Tầm khoảng 10 chuồng là ok. Bạn nào mà, đúng rồi, bạn nào á mà sưu tầm pet từ xưa giờ á, đấy, bạn nào mà sưu tầm pet từ xưa giờ á thì được sự kiện lần này á, các bạn chịu khó nha, lấy cái chuồng thuốc cưng á, lấy tầm khoảng mấy chục chuồng luôn á, là các bạn tha hồ có chỗ để pet luôn á. Một chuồng 6 con tha hồ để luôn nha mọi người. Hơi bị đã luôn á chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi 100 tiền sao. 1, 2, 3, 4. Rồi vô hộp nữa nè. 1, 2, 3, 4. Vô đấy. Bây giờ mà ra vợt mới hay nè. Là được hai cái luôn. Ui, lại ra chuồng nữa mọi ơi. Em có xem clip của anh thì cái ạc của em nó vẫn hơn nha. Hên hơn nhiều ạc của anh luôn. Ra toàn đồ với lại chuồng thôi. Chưa ra được cái món nào mà 30-40% luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Một chấn nữa. Ngon trời. Ngon đét đẹp đẹp các bạn ơi. 1, 2, 3, 4. Ui, lại ra hộp nữa nè. Ủa, cái ạc này hơn tuyệt. Rồi, bây giờ mới ra giày nha. Nó nói một hồi bây giờ nó mới ra giày 40% nha mọi người. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, một vé carbon luôn, được một vé nha mọi người. Nãy giờ được một vé. 1, 2, 3, 4, 5 hả? 1, 2, 3. 25 vòng luôn. Rồi, 3, 4, 5. 100 tiền sao. Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vô, lại đi một hộp nữa. Vô, hay rồi. Vợt đi. Ui, ra tóc rồi. Ra tóc nữa hả? Phần mình là mình mở nãy giờ chắc được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sao nó không vô 5 mà vô 6 chi vậy trời. Vô chúng cái ồn trăm tiền sao luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, cái này vô 2 thì được này. Vô 2 nè. 3, 4, 5, 6. 3 phép carbon luôn. 1 trấn nha, được 1 kim cương nữa. 1 kim cương nữa nè. Từ từ để mình coi thử cái ạc của mở được bao nhiêu nha mọi người. Được bao nhiêu đồ trong này đây. 1, 2. À, riêng mở là mở được 2 bộ, 2 cái bộ đồ nha mọi người. Mình mở thêm được 2 bộ nữa là 4 bộ luôn nha. Rồi, hơi bị nhiều, hơi bị hên nha. Tính ra là anh mở vẫn hên nha em. Vẫn hên chán luôn chứ gì nữa. Rồi, giờ mà mở được cây vợt nữa thì ngon luôn. 5, 6 cộng được 2 ô lên 100 tiền sao. Trời đất ơi, cái này ra 4 nè. Không, cái này ra 3, cái này ra 3, cái này ra 3, cái này ra 3. 3, 3, cái này 3. Dễ ra 3 lắm mọi người, thấy chưa? Nó dễ ra 3 lắm. 1, 2, 3. Kinh nghiệm mở của mình là mình nghĩ là chắc là ra 3. Ui, lại ra chuồng nữa, thề luôn. Cái chuồng nó nhiều tuyệt. Cái chuồng quá trời chuồng trong này luôn. Quá trời chuồng luôn. 1 chấm tiền sao. Hôm qua mình xem ở trong nhóm á mọi người. Xong cái mình thấy mấy bạn bên nhóm game á, mấy bạn nó hack đó mọi người, nói chung là hack nha. Xong được bao nhiêu ta? 40 mấy, 50 mấy ngàn xu trong vòng một ngày á, là 40 mấy, 50 mấy ngàn xu luôn á mọi người. Xong cái bị ba nạt luôn. Đợt này admin ban sớm lắm luôn á. Cho nên là bạn nào mà đang treo hack hay là làm cái gì đó thì cẩn thận nha. Admin sẽ ban nạt liền luôn á. Nếu như mà mọi người có hack thì hack ít thôi, cái gì mà hack cả trăm cây xu ai chịu cho nổi. Mọi người nghĩ tới xem, một đêm mà đi đập tay, đào đá các kiểu thì cũng cao lắm, cũng gần 10k thôi. Mà trong khi mấy bạn đó một ngày 50k xu, trời đất ơi, 50k xu. 1, 2, sao cái tay của mình mở xui vậy ta, nó vẫn không ra được vợt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè, ok, vô nè. Vẫn tóc nha, thề, vẫn thấy xui nha mọi người. Tính ra là mình thấy nó hên nãy giờ rồi, nhưng mà mấy cái ô cuối cuối á, nó lại ra dày với tóc không à. 1, 2, 3. 1, cái này 1 nha. Về 1 này, về 1 này. Cái này ra 3 này.
Đó, R3 thấy chưa? R3 thấy chưa? Mình thấy đó đúng, mình thấy nó đúng chưa? R3 nè. Nhưng mà đang sợ ra tóc với dày lắm. Ồ, đúng luôn kìa. Thiệt tình xui thiệt cái chứ. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Cái này ra 2 thì được nha mọi người, ra 2 thì ngon nha, ra 2 thì được nha. Ui, nó ra tới 6 luôn mới chịu chứ, xuống tới 3 vé carbon dưới này luôn. Thiệt tình game luôn á. Báo thiệt chứ. 1 2 3 4 5 1. Ok. 2 3 4 5 3 vé carbon luôn, ngon luôn nha. Rồi, trừ 2 về 100 tiền sao luôn nè. Báo nữa rồi, thụt lùi nữa rồi. Trừ 2 về 100 tiền sao nè. Lên 1 3 vé carbon, 3 vé game pass, mình cứ nhầm vé carbon đúng mọi người, 3 vé game pass nha. Mình cứ hay bị nhầm vé carbon biết. 2 3. Rồi, 100 tiền sao nha. 1 2 3 4 5 à, 100 tiền sao nữa. 1 2 3 4 5. Rồi, cái này được 3 hả? 3 vé game pass nữa nha. Ui, nhiều thế. Ồ, em được bao nhiêu vé rồi ta, sao nhiều vậy ta? 172 vé rồi hả? 172 vé, chơi game 172 vé, 687 điểm rồi, cũng được, cũng nhanh kìa. Cũng ngon ấy. Rồi, tiếp tục nè. 1 2 3 4 5. 1 2 3 hả? 1 2 3. Cái này dễ vô 2 nha mọi người. Ui, vô 6 luôn kìa. 4 5 6. 3 vé game pass. Rồi, một kim cương. Hoàn thành 29 vòng rồi nha mọi người, 29 vòng rồi nha. Thiệt luôn, cái này mà có tầm khoảng 10 ca su mà mình làm clip mình mở chứ không nổi đâu. Chắc ngày mai, ngày mốt đây mình làm clip mình mở 10 ca su chắc các bạn được rồi á. Đợi mấy cái clo nó có nhiều su mọi người. À, ui, lại ra tóc nữa kìa. Thiệt, mình chỉ cần ra được cái vợt thôi. Tôi chỉ cần ra được cái vợt thôi là tôi vui rồi, không cần ra cái gì khác nữa. 1, 2, 3. À, 4 luôn, lên 100 sao luôn. Báo gì ta? 1, 2, 3, 4. Một trứng nữa. 1, 2, 3, 4 luôn. Trời, nó vô 100 tiền sao kìa mọi người. 100 tiền sao phải không ta? Từ để coi tới bao nhiêu. 1, 2, 3. 3 vé game pass. 1, 2, 3, 4, 5. Bạn nào á mà mở tầm khoảng 2k xúc sắc á mà ra được cái vợt rồi á thì nhả vía trong clip này của mình nha. Tại vì mình chưa có mở tới lạc tới lượt ạc của mình đâu, từ từ mình mở liền nè. Bây giờ các bạn nhả vía chạc của mình đi cái đã. Mình mới dám mở nha mọi người. Không nhả vía tôi không dám mở đâu, tề luôn, nó xui lắm. Nếu như mà thật sự không ra là do tay của mình xui thiệt mọi người. Tay của tôi xui thiệt cái chứ. 2 3 4 5. Ra 2 đi chứ. 1 2 3 4 5 6. 3 vé game pass luôn. Rồi, tròn 30 lượt nha các bạn ha. 30 lượt nha, 31 lượt luôn nha. 31 lượt luôn. 31 lượt luôn. Toàn ra vé game pass không à. Rồi, 100 tiền sao luôn. Nè nè nè, hai phát cuối, hai phát cuối vô được cái hộp này ra vượt luôn nè. 1 2 3 4 5 6. Đó, 1 2 3 4 5 6. Ui, 100 tiền sao. 100 tiền sao. Trời đất ơi. Quải cái trưởng thiệt. Tè luôn. Nó nhỏ thiệt đó mọi người. Từ 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 từ. Mở ơi, cái ảnh của em nó còn xui cái của anh nữa. Lúc đầu anh thấy hên hên đó, nhưng mà sao anh mở một hồi xong cái anh thấy nó xui xui. Xui thiệt đó mọi người. Thề đúng mọi người. Giờ tới lượt ạc mình nè. Tới lượt mình lên dĩa này. Mình đang run đó mọi người. Tới lượt mình lên dĩa này. Mình hơi run run quá nha. Hơi run run quá nha. Nhưng mà từ từ để mình review cái vợt trước cho các bạn coi. Lỡ đâu cái ạc của mình nó không ra vợt, chắc mình khóc đâu mọi người. Thì đây, cái vợt với lại cái búa đợt này á, nó đều sẽ có một cái viên ngọc tinh linh màu xanh nước biển, nhưng mà sáng như thế này nha. Đây mọi người thấy không? Đó, khi mà các bạn vợt xuống á thì nó vẫn có hiệu ứng nha mọi người. Nói chung nó vẫn có hiệu ứng. Nè, vẫn có hiệu ứng nè. Đó, rồi mình nghe một số bạn nói là có một cái trích ở trong cái vợt này nữa. Đây, để mình test cho các bạn coi cái trích này nha. Rồi, các bạn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ... ấy, cái ạc này không có cài phím được rồi. Các bạn đợi mình tí nha. Ờ, vẫn cài được nè. Sao mình bấm nó không đi ta? Từ từ từ, các bạn đợi tí nha. Từ từ từ. Ok. Vẫn không được nha. Từ từ, các bạn đợi tí nha. Ok, rồi đây. Đây, có một cái trích ở trong cái ạc này các bạn coi nha. Các bạn thấy cái cán vợt không? Hôm qua mình có xem rồi. Thì mọi người coi cái cán vợt nè. Đây nè, cái trích này để dùng cho cái vợt này nha. Mọi người coi cái mũi nhọn của cái cán vợt nha. Đây. Thì mình nghe nói gì thôi chứ không biết phải không nữa. Đây, đây, đây. Rồi, mọi người thấy cán vợt chưa? Nè, đó. Cái cán vợt mà nó đụng cái... mọi người coi nè. Mọi người thấy nó đụng được con bọ đó không? Đó. Như thế này là cũng đụng rồi nha. Rồi mọi người thả vợt ra là dính nha. Nói chung thì cái trích này là dành cho cái vợt đó mọi người.
Khi mà cái cán này nè, nó chạm tới con bọ rồi thì các bạn thả ra nha. Đó là dành cho bạn nào mà thấy cái vợt này nhỏ quá không biết canh sao á, thì các bạn áp dụng là các bạn cho cái cán vợt này nó chạm tới con bọ nha. Tới cái đường của con bọ là được rồi, ok rồi, là các bạn thả ra là dính nha mọi người. Thì dành cho những bạn nào mà thấy vợt nhỏ mà không canh được á. Rồi, giờ tới lượt mình lên thước nè. Tới lượt mình nha. Mình sẽ nằm ở cuối clip. Mình sẽ cho cái ạc của mỡ lên đầu nha mọi người, cho nó xả xui bớt nha. Rồi bây giờ là mình đang ở cuối clip này. Hiện tại là để coi thêm mình được bao nhiêu rồi chứ mình đập biết mình quên. À, 3k3 các bạn, 3k3. Ôi hơi bị nhiều nhá. 3k3 là hơi bị nhiều quá. Hôm qua 5k này, bữa trước gần 2k nữa nè. Nói chung là cũng sắp xỉ gần 10k rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái thông tin là cái vợt nó nằm ở đâu nữa. Bây giờ bạn nào mà xem clip này của mình á thì nhả vía giúp mình nha, để mình đập xong cái cục đá này luôn. À thôi từ từ, để mình đi vợt đi, với lại mình nhặt coi thử là ở trong cái map trống này thì có bạn nào nhặt chưa ta. Hy vọng là không có ai nhặt nha. Để mình nhặt mấy viên cho nó hên. À có một viên nè, rồi đây nhặt các bạn ơi, nhặt thêm được mấy chục xu nữa được. Mấy chục xu nó cho nó hay nha. Rồi đây, ok. Ê, hôm qua mình có làm clip là mình nói mình câu ở đây nè, có ra được cái viên đá tím á. Vậy mà có một số bạn câu hoài không ra, mình không hiểu sao mọi người. Thì các bạn câu 43 thôi nha. Nói chung thì nó vẫn ra, nhưng mà nó rất là ít, cực kỳ ít luôn. Ít hơn so với lại những cái vùng nước mà nó có cái hơi thở của tinh linh đó mọi người. Những cái cây tinh linh á, đấy, chỗ nào mà có cây tinh linh ngoài biển á thì cái chỗ đó câu dễ ra hơn nha. Còn những chỗ còn lại có nước thì các bạn câu nó vẫn có, nhưng mà nó ít lắm mọi người. Mình câu phải tầm 10 phút mới được một viên để mình quay clip cho các bạn coi á. Cho nên mình mới bảo với các bạn là các bạn chịu khó tìm mắp trống á mọi người. Các bạn treo cho nó nhanh. Ờ đây, ui, một cục, ây, một cục, hai cục, ba cục, trên kia bốn cục luôn các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4 luôn kìa, ui, 4 cục đá luôn, trời đất ơi, nó nhiều mọi người ơi. Nhưng mà tôi mỏi tay lắm các bạn. Thì từ đi, mình chơi máy tính đó mọi người, nên là mình bấm chuột hoài nó mỏi tay á. Cực kỳ mỏi tay luôn, quay có một viên này rồi, để mình nhặt luôn viên này luôn nha. Đã xa. Rồi để xem thứ còn viên nào nữa không. Mình thích nhặt mấy cái viên này cực kỳ luôn. À một viên này nữa để mình vượt luôn. Ấy có một cục đá nữa kìa, 6 cục luôn đó mọi người. Nhiều vậy. Ở cái map này hơi nhiều nha. Hồi nãy mình vô thì mình thấy ít ít, sao bây giờ nó tự nhiên nó nhiều lại rồi nè. Chắc là do không có ai đập á nên là nó cứ. Ấy chỗ đây có một cục nữa kìa, 7 cục luôn kìa. Ui trên kia nữa kìa. Trời đất ơi mọi người thấy không? Đây một viên nữa, mới nhặt xong cái mình quay ngược lại lại có nữa nè. Rồi ở đây có một cục đá nữa mà không, cũng không có ai đập luôn. Ơi lại có thêm một cục rơi dưới này nữa nè. Ui ngon ngon, hai cục luôn. Ui ngon các bạn ơi. Đấy, từ cứ như thế này thì bảo làm sao mà xuống nó xúc sắc nó không lên nhanh mọi người, nó lên nhanh cực kỳ luôn. Năm xúc sắc nè. Đấy, chỗ kia có một viên nữa kìa, rồi một cục ba tinh linh đang bay nữa kìa. Rồi. Ui 4 xúc sắc luôn. Ui thề luôn, đã thiệt các mọi người. Mình thích nhặt với lại vừa cực kỳ luôn á. Đập thì cũng được đấy, nhưng mà hơi mỏi tay tí thôi. Bây giờ chuyển qua mình đi nhặt với lại mình vợt cho nó nhanh ấy, mình vợt cho nó nhanh nha mọi người. Mày hả bự? Rồi giờ đây con, bao nhiêu đây? 4 xu thôi à, cái 4 xu à. Cũng được các bạn, cũng được. Tạm ổn nha, giải ăn ủi nha. 4 xu giải ăn ủi nha mọi người. Rồi chắc hết rồi mọi người ơi, chắc hết rồi á. Từ để mình lên đây mình coi. Ấy có một cục đó nè. Từ. Một viên nữa nè. 8 xu. Ui, cái 4 xu hoài nha, 4 xu nha. Rồi, đây. Đi một vòng nữa nha mọi người. Ui, cái con viên nữa kìa. Đây luôn. Mày vô đây luôn nè, 3 xu nha. Đấy, đi một vòng như thế này á, mà lỡ mà nó có hết rồi á, thì các bạn quay ngược lại các bạn đập đá thôi nha mọi người. Rồi, như vậy thì mình đi một vòng thì mình thấy cũng hết rồi á. Ok, hết rồi mọi người, hết rồi. Ấy, có con viên nữa nè. Ủa, sao nó ra liên tục vậy ta? Mấy cái này nó ra đâm ra liên tục luôn hay gì á. Cái cục này mày xạo hả bưởi, né này 3 xu nữa nha. Rồi xong rồi nha. Ui lại có một viên nữa kìa. Thề mọi người thấy không, nếu như mà một có một mình các bạn, một mình bạn á mà đi mà nhặt hay là đi vợt á thì thật sự luôn chạy tới luôn nó có hoài luôn á. Rồi thôi dừng đi mọi người, đừng nhặt nữa mệt rồi. Đây bây giờ vô nè, cái phần quan trọng của clip mình nè. Ui đầu tiên là mình sẽ mở trước 3 cái lượt miễn phí đi. Đây 6 luôn hả? Rồi mình đang ở đây nha, một trứng nè. Một đi. Trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, một trứng nữa nha. Đổ xuất sắc trước đi. 1, 2, 3 hả? Khó nhờ, vô 1 đi chứ. 1. 1, 2, 3, 4. Rồi, một vé carbon. Rồi, mình dùng vé carbon này mình mở đồ luôn đi. Mở luôn đi, chứ đợi làm gì nữa. Đây, mở luôn nè. Mở luôn nè. Ra được cái búa thì tắt clip nha. Ui hên nhờ. Nó mà nó ra cây búa là mình hứa mình tắt clip luôn, mình không quay nó luôn á, tới đây là dừng luôn á. Thề luôn, nó chỉ cần ra cây búa nó thôi là ngon rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 1 kim cương nha. 20 vòng nha mọi người, bây giờ thì mình sẽ chạm mốc 20 vòng rồi nha.
Rồi tiếp tục hành trình của mình này, hành trình quay nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nhả vía đi mọi người, thiệt luôn, game đừng có hút nữa. Game đừng có nghĩ thấy tôi vậy mà hút tôi hoài thôi. Thầy game luôn á. Game cũng biết lượng người chơi hút quá ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 tiền sao. Nhiều lúc giận game lắm luôn á mọi người. Giận thiệt luôn á. Rồi 1, 2, 3, 4 hả? 1, 2, 3, 4. Rồi 21 vòng nha, 21 vòng nha mọi người. 21 vòng vẫn chưa có gì nha. 21 vòng vẫn chưa có được vượt luôn rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100 tiền sao? 2 ô, 2 ô, 2 ô, 2 ô, 2 ô, 2 ô, 2 ô. Ui ra 3 ô luôn kìa, thề. Nhảy qua luôn cái hộp quà của mình rồi. Rồi lên luôn 1 kim cương luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi 1 kim cương. Thế thì ra 5 ô. 100 tiền sao nha. Rồi 2 ô đi, 2 ô đi. Thấy chưa, cái ạc của mình xui quá kìa. Rồi được một phép carbon nữa hả. Vô mở tiếp mọi người. Vô mở tiếp. Sợ gì mà không mở. Khi nào ra thì thôi. Trời đất ơi. Mở từ bữa tới giờ thì hôm nay mình mới có tóc nha mọi người. Rồi chính thức là mình đã full đồ nha. Nhưng mà vẫn thiếu cái búa nha. Mở từ bữa tới giờ thì mình đã có tóc rồi nè. Đây có tóc luôn. Tóc này thì không phải là cái nền tím, nhưng mà nó là một set đồ với lại cái bộ đồ tinh linh nha. Cho nên là có, bắt buộc phải có chứ. Ừ bắt buộc phải có chứ. Đẹp không mọi người? Mọi người thấy đẹp không? Rồi mình bỏ cho nó lên cái mũ xinh xinh tí nè. Đấy. Rồi đây là một combo set đồ của nó luôn mọi người. Rồi tiếp tục tới lượt mình nha. Đây. Vô. Chạy nào chạy nào. 1, 2, 3, 4. 22 vòng rồi nha mọi người. 4 vòng luôn. 1 kim cương nữa. Rồi tiếp tục. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 100 tiền sao. 1, 2. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vô. Chỉ cần mà ra vượt một cái thôi. Thề luôn kìa. Nó còn xui hơn cái ạc của mỡ nữa. Ít nhất nó phải ra được 10% hoặc là 15%. Chứ cái gì mà nó cứ rơi vô 30-40 mới vậy. Thề. Mình thấy admin kiểu như là cũng biết lựa ạc để mà hút quá mọi người ơi. Xong đợt này chắc mình không có cày đâu mọi người. Mệt lắm luôn rồi á. Nản nản game thật sự rồi á. Mỏi tay đau mắt nữa. Đủ kiểu hết luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 tiền sao. Rồi mở liên tục luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5 hả? 1, 2, 3, 4, 5. Ra 1 thì ngon. Ra 1 thì ngon. Trời ra 1 thì ngon rồi. Ok có một phép nữa. Mở tiếp. Sợ gì mà không chơi các bạn. Mở tiếp. Không ngán đâu. Tôi không ngán đâu. Mở luôn nè. Khi nào ra thì thôi. Vẫn ra giày hả? Ám nữa rồi. Rồi vẫn ra giày đúng không? Chờ tiếp mọi người. Không sợ, không sợ, không sợ. 1, 2, 3. 23 vòng rồi nha. 100 tiền sao nè. 1, 2. 100 tiền sao luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Cộng 2, 100 tiền sao. Trời đất ơi. 100 tiền sao nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, 6 luôn kìa. Qua luôn cả cái hộp quà của mình rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 đi, 1 đi, 1 đi. 1 đi, 1 đi. 1 đi, 1 đi, 1 đi, 1 đi, 1 đi, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Rồi, 1 nha, 1 nha. Hay rồi, hay rồi. Đúng như mình ước luôn. 1 luôn. Nè, tiếp tục mở nữa. Không ngán các bạn, mở nữa. Mở khi nào ra thì thôi. Rồi ra được cái cây thiệt. Cái cây này mọi người thấy không? Thề cái cây đúng xấu luôn mọi người. Thề chả biết nó là cái cây gì luôn á. Xấu quắc luôn. Cây nhà của tinh linh nè. Giống như ổ mối á mọi người. Ờ giống như ổ mối thiệt ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 4, 5, 6, 100 tiền sao. À đúng. Ờ à, 3 vé game pass nha. 3 vé game pass nha. Mình nhầm nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 tiền sao nè. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ui. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ui. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1 kim cương. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn hả? 6 luôn, 6 luôn. 1, 2 thôi. Ơi, ra 4, 1, 2, 3. Vậy 1 đi, 1 đi, 1 đi, 1 đi, 1 đi. Rồi, coi như là thiệt, mình xui thiệt. Từ cái hôm mà mình mở hộp tới bây giờ là mình xui tới giờ luôn á. Chán ghê quá mọi người ơi.
tuyệt. Bữa giờ mình quay clip cho các bạn xem, chắc ngày nào các bạn cũng thấy mình bị tạch nhiều như thế này, các bạn cũng buồn chứ đừng nói chi mình nữa. Thiệt game luôn á trời. Chán game gì trời. Có cái mỗi cái vợ không mà còn không ra nữa. Thì cái gì mới ra nữa mới ra trời. Có mỗi cái vợ còn không ra nữa. Ê, vừa nói xong cái ra kìa. Hình như admin nghe mình chửi hay gì. Lộn, nghe mình nói hay gì mọi người. Mình đâu có chửi đúng không? Nãy giờ mình đâu có chửi đâu. Ok, ra rồi đó. Thề luôn á, 10k xuống mới ra. 10k xuất sắc đó mọi người. Đâu có ít ỏi gì đâu mọi người. Vậy bây giờ nó mới chịu ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thôi giờ mới chơi nha, mới chơi thôi. Bây giờ mới chơi thôi. Bây giờ mở mà ra theo được một cái vật nữa thì admin số 1 luôn. 1, 2, 3, 4 nè. 1, 2, alo, 1, 1, 1, 1, 1. 1 là mình mở cho các bạn coi cái hộp hộp cái búa rồi. Thôi nói chung cũng ra là cũng ăn ủ rồi mọi người, cũng được rồi. Cũng được rồi, nói chung cũng được. Quá tốn rồi. Quá tốn kém với lại cái vòng quay này rồi. Vừa tốn thời gian, vừa tốn sức, vừa tốn tiền bạc nữa. Tốn đủ thứ luôn á. Mình rất là, thật sự là mình rất là hâm mộ. Mình cực kỳ hâm mộ những bạn chơi game mà mở một hộp miễn phí mà ra được đồ. Mình cực kỳ hâm mộ mấy bạn đó luôn. Cực kỳ hâm mộ luôn. Mình phải gọi mấy bạn đó là idol mới đúng nữa. Mấy bạn nó chơi game quá hên luôn mọi người. Quá may mắn luôn. Không còn từ nào để diễn tả mấy bạn được. Mấy bạn nó giống như là một con người sinh ra đã may mắn rồi á. 1, 2, 3, 4, 5. Vô, đây luôn, nè, 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 nè. Cái khúc này nè, cái khúc này mới hay nè. Khúc này mở một phát ra cái búa tắt clip đi ngủ luôn nè. Hứa luôn. Ui, ra được cái ổ mối nữa thề. Ổ mối nha mọi người. Nó ra cho mình cái ổ mối nha. Rồi, không sao. Thất bại là mẹ thành công nha. Một kim cương. 1, 2. Vô. Rồi, tiếp tục nha. 1, 2, 2 ô, 100 thì sao nữa kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, 5 kìa, trời ơi, nó lên 100 tiền sao luôn. Nó lên 100 tiền sao luôn. Rồi, cũng được. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Một kim cương nha. Chơi cái trò này mỏi tay thiệt luôn á. Hai vé game pass. Không biết các bạn xem các bạn cái mỏi mắt chi chứ tôi mỏi tay rồi đó nha. Một trứng nữa nè. Rồi, nói chung hôm nay này cũng hên rồi mọi người. 1, 2, 3, 4. Ui, hai vượt. Ấy, ra đồ kia mọi người. Được rồi. Tạm ổn, ra đồ là ngon rồi. Ra đồ là được rồi mọi người, không sao hết. Trời. Đây luôn. Búa. Ui. Nó nặng ra cái màu tím là mình cũng thấy là vui cả lên rồi. Vừa ra cái màu tím tím thì mình cũng nghi rồi. Ai về vô luôn cái chòi. 1, 2. Rồi 28 vòng nha mọi người. Nói chung thì mình cũng cán móc 30 vòng á. Cũng không thua kém ai đâu. Cũng đẳng cấp VIP rồi đấy. Là mới ra được vợt á nha. Bạn nào bây giờ mà mở nhiều giống như mình á, mà vẫn còn chưa ra được vợt á, thì mình xin nhả vía cho mấy bạn mở 30 vòng ra vợt nha mọi người. Ok, nhả vía luôn nha. Cái gì vậy? Nó dậm chân tại chỗ một lúc 3 lần luôn. Game ảo thì cái chứ. Ta được đô bốt nha. Game ảo thì cái chứ. Game ảo thì cái. Game ảo thì cái chứ. Game ảo thì cái chứ. Game ảo thì cái chứ. Trời ơi. Rồi, nói chung thì cũng thương admin. Cũng một phần là công sức của mình bỏ ra, một phần là tiền bạc, phần là thời gian. Nói chung là tốn đủ thứ hết mọi người. Thì mình đã được hai cái vợt luôn. Ngon. Vậy mà hôm qua mình mở 5 cao su không ra gì luôn. Mọi người thấy game bị lỗi không? 1, 2, 3, 4, 5. Ba cái vợt luôn. Hên đấy. Ba cái vợt là có người khóc nha. Ba cái vợt là bảo đảm có người khóc trong này nha. Khóc trong lòng. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, cán móc 29 vòng nha. Rồi, cán móc 29 vòng nha mọi người. Yeah. Mở mà nó xem cái clip này của mình đó mọi người. Tại nó sẽ tự hỏi tại sao 4 ca su mà lại không ra vợt. Mà 3 ca xúc sắc thì ra 2 cây. Chắc là có đứa khóc trong lòng. Không sao mọi người ơi. Rồi, chính thức thì mình đã có được 2 cây vợt rồi. Nhưng bây giờ mình vẫn còn thiếu cây búa nữa. Cho nên là mình vẫn tiếp tục cái hành trình cày để mà mở thêm 10 ô đó nha các bạn ha. 10 lượt nữa.
Rồi tiếp tục luôn. Không, bây giờ mà ra mẫu nail thì ngon nè. Ra mẫu nail thì ngon nha. Ờ, ra mẫu chứ không, nếu như ra mẫu nail nữa thì ngon. Ra mẫu nail nữa thì được á. Ra tóc luôn. Ê, ra được hai món đồ hiếm lắm kìa. Không, nhưng mà nói chung á, thì bạn nào mà kiểu như mà không có tiền mua vợt hay là không có kim cương mua vợt á, không có vật xịn á, thì cái đợt sự kiện lần này các bạn chịu khó nha, các bạn đi cày giúp mình xuất sắc nha. Mình thấy cái vợt này thì cũng tạm ổn mọi người, cũng là nền tím mà. Nói chung nền tím thì cũng thuộc dạng là ngon rồi. Nên là các bạn chịu khó các bạn cày trong cái đợt sự kiện lần này nha. Event lần này mình thấy cũng khá là ok đấy. Toàn là đồ hiếm thôi. Chưa kể là các bạn có cần câu free nữa nè. Còn cây búa thì nó hên xui à, cây búa thì tùy theo nhân phẩm của mọi người như thế nào thôi. Chứ còn nói chung thì mình thấy đợt này có cần câu rồi vợt free ngon quá ngon luôn rồi á. Không thể đòi hỏi game được mọi người. Mình thấy như vậy là quá xịn sò luôn. Chưa kể là có cả đồ nữa mọi người. Đồ cũng đẹp nữa. Uầy. Nói chung là ngon, được quá nhiều thứ để mà mình mở luôn rồi. Đây, mở luôn cả cái cánh luôn nha. Xem thử ra cánh không. Ố, cái gì vậy? À, cái đài nước nha mọi người. Này mình có rồi. Rồi, xong 212 kim cương rồi. Tạm thời thì mình sẽ để dành. Mình sẽ để dành đó. Bây giờ thì các bạn coi. Đây, được 2k chứ ít gì các bạn. Được 2k chứ đâu phải chuyện đùa. Đâu phải chuyện đùa. Không phải chuyện đùa đâu. 2k luôn nè, rồi. Từ từ để mình dùng cái cây vợt này mình đi vợt xem thử có được cục đá không mọi người. Tại vì cái vợt này nó có một cái khuyết điểm. Đó là nó nhỏ nha mọi người ha. Rất là nhỏ luôn. Một cái khuyết điểm lớn của cây vợt này. Rất là nhỏ, cho nên là các bạn đi bắt thì cũng phải cẩn thận nha. Mình đã chỉ trích các bạn rồi đấy. Cứ cho cái cán vợt nó chạm được cái con bọ thôi là các bạn sẽ bắt được. Xong cũng ok, cũng được. Rồi, đi một vòng thì cũng không thấy có cái viên tinh linh cam ở đâu đây hết. Có một viên này à, để mình nhặt luôn đi. Rồi, nói chung thì mình nhả vía cho mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã nhả vía cho ạc chính của mình nha mọi người. Yêu mọi người nhiều lắm luôn á.